Dạ, hello em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Em là vườn lan Cát Lê Gia Thiện Bình Phước. À, hôm nay em làm một cái video này à, chia sẻ tới cho mọi người một số cái mặt hoa Cát Lê Gia sưu tầm đó. À, thì à, à, cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0386232357 đó là số điện thoại Zalo của em luôn nha mọi người à, đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho mọi người à, một cái cây này à, là một cây cát cát xưa nó là thuộc dòng sổ 351 dòng sổ 351 của đài à, <laughs> thì hôm nay em chia sẻ cho mọi người á, một cái chậu 351 này á, nó có tên là 351 Hoa Phượng đó thì hôm nay em chia sẻ cho mọi người á một cái chậu như thế này thì hiện tại của nó là nó có bốn thân bốn thân đầu là thân nguyên dinh còn mấy thân đằng sau này thì đã khai thác rồi nhưng mà nó vẫn còn mắc gạo đó à, thì bốn chậu của nó như thế này đó à, chậu như thế này khá là đẹp luôn đó, cây vừa mới tàn hoa thì em sẽ à, ghim cái mặt hoa ở trên góc màn hình nha mọi người có thể nhìn đó và và xem à. nếu mà mọi người cảm thấy ưng ý thì mình có thể là sưu tầm nha à, Thì cái chậu 351 hoa phượng này nha mọi người đó nó có tên là 351 hoa phượng một cây à, à, cát à, khá là nổi tiếng của dòng 351 đó, của dòng 351 đài rất là đẹp À, thì em chia sẻ cho mọi người đó, nguyên chậu nguyên chậu như thế này luôn nha em bán nguyên chậu luôn nha thì giá của nó là một ngàn một ngàn hai trăm k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn đó một ngàn hai trăm k cho cái chậu ba năm một hoa phượng này em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn thì chậu hiện là đang có bốn thân nguyên dinh bốn thân nguyên dinh còn đằng sau này là đã khai thác rồi nhưng mà vẫn còn mắc gạo nha đó ba năm một hoa phượng đó, em chia sẻ là chậu nguyên dinh 1.000k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0386 232 357 và ở đây em có một cái chậu uh, uh, chun phong quyên cũng là một chậu các đài nhưng mà cây này là là cây tem nha mọi người đó uh, riêng cái chậu này á, nó là một cây tem đài xưa đó cái tên của nó là chun phong quyên thì hiện tại em chia sẻ cho mọi người á, chậu đang là bốn thân như thế này thì cái thân này nó có bị lỗi lá một chút, đó, có bị lỗi lá một chút như thế này. Nhưng mà tất cả là nguyên zin luôn nha mọi người. Tất cả là nguyên zin. Đó, tất cả là nguyên zin như thế này. Rất là đẹp. Cây thuần chậu rồi, rất là khỏe luôn. Thì cái chậu này em chia sẻ là giá là 700k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì liên hệ với em. À, 700k cho cái chậu phu, chun phong queen như thế này. À, cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0386232357 và hôm nay em có một cái mặt hoa các ly da hắc tướng như thế này nha mọi người. Cái này là em em mới vừa tách ra hướng em mới tách thì cái hướng này là nó có đang là bốn thân nhưng mà ba thân đầu này là ba thân nguyên dinh nha mọi người. Ba thân đầu này là ba thân nguyên dinh còn tháng sau này là đã khai thác rồi thì em chia sẻ cho mọi người đó, nguyên cái khóm này luôn nguyên cái khờ, nguyên cái hướng bốn thân như thế này là giá là 1 200 k bao ship cho cái, cô chú anh chị mình luôn nha đó cây h h tướng h tướng màu hoa khá là đẹp luôn nó là dòng hất gia đi lai lai với cây tướng quân đó mọi người hoa cực kỳ đẹp luôn và rất là đáng chơi rất là đáng để sưu tầm luôn nha đó giá là 1.200k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn đó mắt ngủ đầy đủ thân cuối này thì em có khai thác rồi nè đó còn lại là mắt ngủ đầy đủ và rất là khỏe luôn đó rồi à, tiếp theo em chia sẻ cho mọi người một cây một một hướng cát cái này em cũng vừa mới tách nó cũng là một cây à, à, một cây à, cát sưu tầm đó thuộc dòng sổ 351 luôn cũng là một cây cực kỳ đáng để sưu tầm cũng là một cây khá là vip luôn đó là cây 351 lộn xộn đó à, 351 lộn xộn khuôn hoa với màu sắc là rất là đẹp luôn nha mọi người đó à, thì à, cái hướng này á, là hướng em vừa mới tách là nó có ba thân ba thân như thế này là tất cả là thân là nguyên dinh hết thân nguyên dinh đó mắt ngủ đầy đủ mắt ngủ đầy đủ thân nguyên dinh như thế này đó, mắt ngủ đầy đủ cho cô chú anh chị mình sưu tầm đó, thì em chia sẻ cho mọi người á cái hướng 351 lộn xộn này ba thân nguyên dinh như thế này giá là 1.500k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha giá 1.500k cho cái cây 351 lộn xộn đó, một cây cực kỳ đáng để sưu tầm luôn đó. thì uh, ở những cái dòng cái dòng sổ 351 này nè mọi người đó nó là một cái dòng sổ cực kỳ đáng chơi của Đài Loan đó à, hầu như khuôn hoa của những cái cây mà à, thuộc dòng sổ 351 này nè nó hoa nó đều 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 đạt cái sai hoa rất là to là từ 14 cho tới khoảng 16 cm và cái hoa nó cực kỳ là đẹp luôn đó nó 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 ra được cái khuôn hoa màu đỏ rất là nhiều và cái cái màu đỏ là cái màu mà mà ai cũng thích ấy. hầu như là rất nhiều người thích cái màu đỏ đó rồi à, cuối cùng là em chia sẻ cho mọi người một cái hướng hướng ba năm một bướm đó ba năm một bướm cũng là một cây à, sổ của dòng ba năm một luôn thì hôm nay á, em chia sẻ cho mọi người á, cái hướng ba thân hướng này là hướng ba thân ba thân nguyên dinh. đó là giá là 600 trăm k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn 351 bướm một cây rất là đẹp của cái dòng 351 bướm à dòng 351 đó sở dĩ nó hay gọi nó là 351 bướm á là do ở cái, cái 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 cái, lưỡi của nó là nó có cái màu màu bệt vàng nó chạy từ bên này lưỡi qua bên kia nó giống như kiểu một cái cánh bướm đang đang dang cánh này ba vậy đó, mọi người nên à, anh em khi sổ ra họ đặt tên là bướm đó rất là đẹp luôn nha à, giá em chia sẻ cho mọi người là 600k đó em trồng thuần rất là đẹp rồi về mọi người chỉ có việc treo và à, chơi thôi đó à, móc inox và em trồng chậu vỏ thông đồ rất là đẹp luôn rồi đó hầu như cây ở vườn em là em đều thuần lại rất là khỏe và cũng rất là đẹp rồi đó cô chú anh chị nào mà yêu thích một trong những cái mặt hoa ngày hôm nay á thì mọi người có thể là liên hệ với em qua số điện thoại là 0386232357 nha mọi người rồi à, em xin phép chào cô chú anh chị mình nha hẹn cô chú anh chị mình vào những cái clip khác em sẽ lên những cái cây uh, uh, mới trong vườn em đó để cả nhà mình cùng siêu tầm nha rồi em xin phép chào cả nhà